Hậu Tây Du Ký hồi thứ 3, thoát vòng vây Ngộ Không tiếp tục mời Bát Giới. Sau khi rời khỏi vườn Cực Lạc, Bát Giới quay về chùa Vân San, tiếp tục công việc làm tịnh đàn sứ giả. Còn về phần Ngộ Không, bị các La Hán vây hãm thì liên tục dùng cân đấu vân, thoát khỏi vòng kiềm tỏa. Tuy không thể một mình chống lại các vị La Hán, nhưng nếu muốn tẩu thoát bảo toàn mạng sống, trong tam giới ngoài Phật Tổ có lẽ chẳng còn ai có thể bắt được Mỹ Hầu Vương. Trên đường rút chạy, Ngộ Không nghĩ thầm, các vị La Hán pháp lực không kém ta, phải có Bát Giới giúp một tay, lão tôn mới thêm phần lợi thế. Vừa trải qua đại nạn thập tử nhất sinh, Bát Giới có lẽ sẽ không dám kề vai với đại sư huynh, nhưng Ngộ Không tinh quái lại lắm mưu nhiều kế, liền nghĩ ngay ra cách mời Bát Giới một lần nữa. Ngộ Không mang một giỏ lớn sơn hào hải vị đến chùa Vân San để Bát Giới dưỡng thương. Ngộ năng tính nết ham ăn vẫn chưa hết, nhìn thấy đồ ăn lập tức siêu lòng. Thấy vậy, Ngộ Không vội vàng dùng kế khích tướng mà than rằng: trên đường đến đây, ta có nghe một vị La Hán nói, chưa Bát Giới theo yêu hầu đến phá chùa của chúng ta, vậy ta sẽ đập nát chùa của nó trước. Ngộ năng nộ khí dùng thiền quát lớn nói: lão thật, đã vậy lão trừ này quyết sống chết một phen, ta cũng có 36 phép thiên càng biến hóa thần thông, lẽ nào lại sợ chúng. Vừa chiêu dụ được Bát Giới, Ngộ Không lại nghĩ ra một kế vẹn toàn. Trên đường bay đến chùa La Hán, Ngộ Không đề nghị biến thành hai nhà sư, một già một trẻ rồi đi bộ đến chùa để lừa các La Hán. Trên đường bỗng gặp một cổng đá lớn, đi qua cổng nhìn phía dưới vách núi có một căn phòng lớn bằng đá, bên trong khí lạnh bốc ra mạnh mẽ. Một cụ già trông rất hiền từ, tay cầm một cành linh chi, ung dung ngồi niệm Phật. Bát Giới thấy thần nhân liền nhờ xem trước thiên cơ, ông lại ung dung đáp: lành ít dữ nhiều, rồi nói: ngươi bản tính loài heo tham ăn bất tài, phải lấy Phật thiện làm gốc, thành tâm quy y thì mọi việc sẽ tốt lành. Bát Giới hoảng hốt dập đầu lia lịa. Ông lão lại chỉ tay về phía nhà sư già và nói: người này sau khi bảo vệ đường tăng sang Tây Thiên lấy kinh đã được thành Phật, tiếc thay ông ta chẳng chịu tu đạo, tiếp tục quậy phá chùa miếu, chẳng còn chỗ dung thân. Ngộ Không hoảng hốt vội dùng hỏa nhãn kim tinh thì phát hiện ông lão chính là La Hán tiên tri, vội kéo Bát Giới bay ra ngoài rồi dùng pháp thuật chỉ địa thành cang lấp kín căn phòng, nhốt ông lão bên trong. Xong xuôi, hai nhà sư một thấp một cao lại tiếp tục lên đường đến chùa La Hán. Hai nhà sư lại gặp được một tăng nhân canh chùa, xin được gặp trụ trì thì mới biết 18 vị La Hán và trụ trì đều không có ở chùa. Đúng là một thời cơ tốt cho hai huynh đệ mặc sức tùng hoành ngang dọc. Cả hai vừa bước vào cửa chùa nhìn thấy 18 pho tượng La Hán, Bát Giới tức thì vung cửu sĩ đinh bà đánh loạn, các pho tượng vỡ tan tành. Bỗng nhiên lúc này cửa chùa đóng sập, bên ngoài La Hán hộ pháp quát lớn: nghiệt xúc, chúng ta đang tìm các người, không ngờ các người lại tự dẫn xác tới. Ngộ Không và Bát Giới vùng binh khí đập loạn hòng phá cửa, nhưng lạ thay Như Ý và Đinh Ba đều là thần vật đúc từ lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, lại chẳng thể làm cửa chùa suy chuyển. Hết cách, Ngộ Không bèn hóa thân thành con ruồi bay qua khe cửa, còn Bát Giới thân hình to béo biến hóa tệ hại, đành phải ở lại bên trong. Vừa ra ngoài, Ngộ Không hiện ngay chân tướng vùng gậy đánh tới. La Hán hộ pháp cũng không vừa, vùng tích trượng đón đỡ không khoan nhượng, hai bên quyện vào nhau giao chiến kịch liệt, khói bụi mù trời. Được một hồi, La Hán hộ pháp rơi vào thế hạ phong, biết không phải đối thủ của Ngộ Không, bèn xoay tích trượng phát ra một luồng kim quang chiếu thẳng vào mắt Thạch Hầu. Nguyên cây tích trượng này là pháp bảo của Phật Tổ ban tặng cho vị La Hán. Thần Phật yêu ma bình thường bị nó rọi kim quang sẽ đùi mù vĩnh viễn, nhưng Ngộ Không có hỏa nhãn kim tinh nên chẳng hề hấn gì. Hầu Vương nhổ ra một nhúm lông, thổi một cái hóa thành hàng ngàn con ong bay đến tấn công La Hán hộ pháp. Thừa dịp hộ pháp phải đối phó với bầy ong, Ngộ Không liền đi cứu Bát Giới. Thật không may cho Ngộ Không, trong lúc bị nhốt trong chùa, Bát Giới đã bị trụ trì thuyết pháp làm lung lạc ý chí, biết cửa Phật môn không thể phạm thượng. Vừa trông thấy Ngộ Không, Bát Giới sợ hãi cáo biệt rồi đằng vân chạy gấp. Ngộ Không còn lại một mình, trông thấy sư trụ trì liền dùng phép định thân làm nhà sư đứng im, rồi tự mình hóa thành trụ trì đi lại đánh chén trong chùa thỏa thê như trốn không người. Đang hoan hỉ tán mát thì bỗng có một chú tiểu đến gọi 18 vị La Hán cần gặp để bàn chuyện. Các La Hán trông cảnh chùa tan hoang thì tức giận vô cùng, muốn lập tức bắt hai tên nghiệt xúc. Lúc này La Hán hộ pháp cũng vừa thoát khỏi bầy ong, chạy đến nói rõ sự tình, nhưng lại thấy thiếu mất La Hán tiên tri, vội dùng gương thần tìm kiếm. Bất ngờ một chú tiểu chạy tới thưa có thêm một trụ trì đang ở trong phòng. Hai trụ trì gặp nhau, cử chỉ và lời nói y hệt, không thể phân biệt thật giả. Nguyên là các vị La Hán pháp lực cao thâm, nhưng mỗi người một nhiệm vụ, phân biệt thật giả thiện ác thì chỉ có La Hán tiên tri mới làm được, nhưng đã bị Tôn Ngộ Không giam giữ trong thạch động, không còn cách nào khác. Mỗi trụ trì được canh giữ ở một phòng riêng. Trong lúc La Hán ngân quang đi tìm La Hán tiên tri trở về sẽ phán xét sau. Ngộ Không may mắn được La Hán say rượu canh giữ, vốn bình rượu mê hồn đã bị Ngộ Không đoạt lấy ở cửa sông Hán Sở, nên La Hán say rượu cũng gần như mất hết pháp lực. Ngộ Không lại sợ bại lộ nên nhân lúc La Hán không để ý, vội phân thân ra ngoài biến thành La Hán tay dài đuổi theo La Hán ngân quang, lừa lấy được gương thần. Vừa đoạt được pháp bảo xong, Ngộ Không liền hiện nguyên hình cười ha hả. Hai vị La Hán biết không địch lại Ngộ Không liền tháo lui về chùa. Ngộ Không định dùng gương thần để chống lại các vị La Hán,
nhưng soi thế nào cũng không phát ra ánh sáng. Nguyên là bảo bối này chỉ có là hắn Ngân Quang mới dùng được, kẻ khác chạm vào không thể mầu nhiệm. Ngộ Không thấy mình thấy cô, lại đến chùa Vân Sàn mời bát giới. Lần này Tịnh Đàn sứ giả ở chùa gặp lại cố nhân Cao Thúy Lan, vì chuyện này mà buồn bực, lại xách Đinh Ba theo hầu ca. Lúc này tại chùa La Hán tiên tri dùng mâm như ý của Phật Tổ vừa xoay vừa niệm chú, tức thì hình ảnh của hai huynh đệ Tôn Ngộ Không hiện rõ trên mặt gương. La Hán tiên tri đoán rằng bọn họ đang trên đường đến Lưu Sa Hà mời Sa Tăng nhập cuộc, bèn mời La Hán cưỡi rùa đến dặn dò vài câu rồi cho lên đường. Nguyên là Sa Tăng sau khi thành tựu Phật quả thì được Như Lai phong làm Kim Thân La Hán, nhưng do tội nghiệp xưa kia quá nặng cần phải quay về sông Lưu Sa thiền định một thời gian để giải trừ nghiệp chướng. Quả thật La Hán tiên tri đã chính xác, hai người bọn họ đang đi gặp Sa Tăng để kiếm thêm trợ thủ. Lát sau, Ngộ Không và Bát Giới đã đến bờ sông Lưu Sa, gió lặng sóng êm, còn có hoa sen phủ đầy mặt sông, thật đúng là chốn tu trì của nhà Phật. Ngộ Không cất tiếng gọi lớn, lát sau, đám sen rung động, Sa Hòa Thượng nhẹ nhàng đạp sóng đi tới, mời hai huynh đệ xuống dòng Lưu Sa. Vừa ra đến giữa sông bỗng một tiếng nổ rền vang như sấm. Sa Hòa Thượng hiện nguyên hình, là La Hán qua sông, lá sen dưới chân chính là rùa tình biến thành. Sự việc quá bất ngờ, Ngộ Không chẳng kịp đề phòng, trúng ngay một đòn nhất dương chỉ. Bát Giới thấy Ngộ Không trúng chỉ lập tức vác Đinh Ba lao vào trợ chiến, nhưng cũng bị dính một cước nặng ngã nhào trên sông. Ngộ Không lấy lại bình tĩnh, vùng thiết bảng múa tít tấn công La Hán cưỡi rùa tới tấp, làm nước sông Lưu Sa dâng lên cuồn cuộn. Vị La Hán không phải đối thủ phải về tư thế chống đỡ rất vất vả. Bát Giới thấy Ngộ Không chiếm được tiên cơ liền lao vào trợ chiến, hai huynh đệ tiền hô hậu ủng phối hợp trước sau vô cùng ăn ý. Lâm vào thế nguy cấp, vị La Hán bỗng giở phép tứ giác xuyên linh, đòn đánh vùng ba bốn hướng nhưng thân ảnh lại biến mất. Bát Giới pháp lực yếu nên bị chọn làm mục tiêu tấn công liên tục. Ngộ Không thấy tình hình bất lợi, lại không thấy được chân thân của đối thủ, bèn hóa thân thành con cá kéo Bát Giới xuống lòng sông. Sau khi bàn tính biết được phép thuật của đối phương, Bát Giới sực nhớ ra mình có tuyệt kỹ Bát Diện Linh Lung, có thể khắc chế pháp môn này. Nguyên là ngày trước Ngộ Năng là Thiên Bồng Nguyên Soái trốn thiên cung, tu luyện qua nhiều môn võ nghệ nhưng do tính nết lời biếng không chịu bỏ công tu tập, thành ra kiến thức uyên bác mà lại chẳng hữu dụng bao nhiêu. Về phần Ngộ Không bị thất thế phải trốn xuống lòng sông nên nổi giận, chọc gậy xuống đất gọi thổ địa lên thì biết rằng Ngộ Tĩnh đi vắng đã lâu, thường ngày La Hán cưỡi rùa hay đến Lưu Sa ngao du, ông ta quen thủy tính, đi trên sông chân không dính nước, lại có rùa tình thần thông quảng đại giúp sức, không thể xem thường. Vừa nghe xong, Ngộ Không kéo Bát Giới phi thân lên mặt sông, vừa thấy La Hán Bát Giới đã xông đến, thi triển Bát Diện Linh Lung từ một phần thành tám bao vây lấy La Hán. Bát Giới xoay quyền múa tít, nước sông liên tục đổi dòng, cá tôm hoảng loạn, trưởng lực từ bốn phương tám hướng ập đến như Thái Sơn áp đỉnh. Pháp môn của La Hán bị phá, vội nhảy lên lưng rùa tinh chạy lên bờ. Bát Giới đắc chí thì Ngộ Không phát hiện xung quanh đã bày sẵn thiền làn địa võng, lập tức kéo Bát Giới lên cân đầu vân chạy trốn. Thình lình có hai luồng sét đánh tới từ trên mây, vọng xuống tiếng nói của La Hán thân cao: "Yêu hầu, hôm nay xem mi có trốn thoát nổi hay không?" La Hán thân cao có thể cao đến 3 tầng trời, xuống đến 9 tầng địa phủ, khi há miệng chán chạm mây xanh, môi dưới chạm đất, có pháp bảo là bình sấm sét. Ngộ Không năm xưa từng bị thiên lôi oanh kích trên Trảm Yêu Đài, nên thứ sét này chẳng có tác dụng, chỉ tội nghiệp cho Bát Giới bị đánh cháy xém, nhục thân tê dại. Chưa kịp định thần thì một vị La Hán lại ném tháp tới, định hút lấy Bát Giới vào trong. Ngộ Không nhanh như chớp giật kéo Bát Giới bay lên trời thoát thân. Đột nhiên trong đám mây đen, hai cánh tay dài thò ra toàn bắt lấy hai huynh đệ. Ngộ Không lầm nguy bất loạn, vung như ý đập liên hồi. La Hán tay dài buộc phải thu chiêu, vừa định thần thì hai huynh đệ nhận thấy đã rơi vào vòng vây của bốn vị La Hán. Trong cơn hiểm địa, Bát Giới lập tức dùng Bát Diện Linh Lung lao ngay về phía La Hán cưỡi rùa tấn công dữ dội. La Hán thần cao thấy nguy cấp bèn phóng ra luồng sét. Bát Giới trúng chiêu, thấy trời đất như đảo lộn, vội vã lao xuống Lưu Sa Hà, ẩn thân trong một bụi sen chờ động tĩnh. Thế là còn Ngộ Không một mình chọi bốn thắng Phật, chẳng hổ với danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh năm xưa, không hề nao núng, vung gậy bốn phía tấn công không khoan nhượng. La Hán thần cao vươn mình phóng ra ánh chớp chói lòa, Ngộ Không đưa thiết bảng ra đỡ, sét gặp gậy tạo thành lửa văng ra vạn dặm. La Hán thần cao trúng lửa kinh hoàng té nhào xuống đất, tiện thế Ngộ Không quay sang đập văng luôn bảo tháp trên tay của La Hán ném tháp. Thấy đồng môn thất thế, La Hán tay dài tung chiêu chọc trời khuấy đất, một tay đưa lên trời một tay đưa xuống đất. Phút chốc trời đất mù mịt, cát đá nước sông tạo thành một cơn lốc cuốn vào thạch hầu. Ngộ Không chẳng hề nao núng, biến gậy như ý dài ra mấy dặm múa tít tạo thế huyền phong côn, cây cối cát sỏi bị đập nát hết, cơn lốc cũng từ đó mà tiêu biến. La Hán tay dài núng thế vội tháo lui, nhưng Ngộ Không chẳng chịu buông tay, vùng như ý đập liên hồi làm vị La Hán sưng cả đôi tay. Chiến đấu được nửa ngày, các vị La Hán liệu thế không chống nổi Mỹ Hầu Vương, liền tìm cách tháo lui. Ngộ Không thắng thế liền cười lớn vô cùng đắc chí. Vậy các vị La Hán sẽ làm gì để quất phục thạch hầu? Xin mời các bạn đón xem hồi thứ tư Phật Di Lặc Chỗ Tài Ngộ Không Đốt Chùa. Các bạn đang theo dõi video
được phát trực tiếp tại kênh Giải trí Tổng hợp. Các bạn nhớ đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại.